Lên quá vậy, thôi lên quá vậy, lên. Không phải, biết sao lên không? Sao sao? Đang sợ bà Trang bà chửi. Không sợ, không sợ. Chơi với người có gia đình sợ quá. Em sợ đâu, em đang tụt kìa. Kìa sợ nè. Ôi, tự nhiên nhắc tới tên nó làm chi vậy trời. Chơi thấy thua rồi. Trời ơi, lên hơn 100 rồi kìa. Trời ơi trời. Chị Trang bỏ qua cho anh rồi. Chỉ là game show, chỉ là game show, chỉ là trò chơi. Em làm gì? Ô, lên nữa rồi. Lực anh lên hết rồi kìa. Ngọc ơi đừng có sáp lạnh. Đâu có được đụng chạm đâu. Em không có đụng chạm anh. 3 phút sắp hết. Bây giờ mình nói thiệt đi, em sợ con gì nhất? Là có xeo rồi. Em chỉ sợ vợ anh thôi. Em sợ một mà anh sợ gấp 4 lần liền hết. Mà anh sợ gấp 4 lần liền hết. Anh nói thiệt. Anh có cảm giác gì với em không? Tại vì em thấy là quay 2 mùa rồi. Em thấy lúc nào mà quay chung anh cũng đứng với em hết á. Anh biết được quá khứ của em, anh không có cảm giác thiệt. Lực tự tin lại rồi kìa, xuống rồi kìa, xuống kìa. Ôi sao cái nhịp tim anh Lực càng ngày càng tù kìa, có giờ nó đứng luôn không? Thấy gì đâu đó vậy? Đeo vô thôi, vậy thôi. Anh Lực ơi, mỗi lần mà đứng cạnh bên anh á, cái mùi hương của anh nó làm cho em... Ủa, mỏi quá. Sao đâu. Làm cho em ngất ngay lắm. Ngất ngay trời mây. Trời ơi, em hát làm nhịp tim anh loạn nhịp việc luôn á. Em đừng hát nha. Anh Lực ơi. Anh có muốn về nhà với em không? Em không thật lòng. Trong ánh mắt của em không thật lòng. Tiến lên Lực, lên. Em cứ nói thật lòng đi. Nói anh yêu em đi. Tôi nghĩ là tôi hết thời gian. Đó, qua đi. Chúng tôi đang tính trung bình nha mọi người. Khi đeo vào thì Ngọc là 100 và Tiến Lực là 95. Thì khi bước vào cuộc chơi thì Ngọc trung bình là 102 trừ đi là dư 2 và Tiến Lực là 103 trừ đi 95 là Lực dư 9. Ủa, tôi căng dữ vậy hả? Thực ra Ngọc nói nhiều thoải mái hơn. Tại vì tôi suy nghĩ ngôn tình, tôi đâu có ngôn tình mà. Thì đó, do suy nghĩ căng thẳng có nhịp tim căng á. Mời cặp tiếp theo. Chúng ta cùng xem nhịp tim của hai bạn hiện tại. Chris Phan 87 và Thúy Ngân. Trời ơi trời. 113. Ủa cái này mình có cần chơi không anh? Không sao, lúc đầu mình lên nhiều đi. Anh à, em nghĩ là thôi đừng chơi nữa. Không phải, tại vì em 88 85 nhưng mà lát em lên 95 em 10 à. 113 nhưng mà nhiều khi Ngân đúng ổn rồi định, ổn định thì sao? Vốn đầu em mạnh quá. Thời gian 3 phút bắt đầu. Tỏ tình. Thế rồi. Trời Ngân lên dữ dằn dữ cưng. Nếu như anh chưa có vợ thì em có cơ hội không? Chắc chắn là không rồi. Tại vì anh thích những người con gái mà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Tại vì anh mà giảm cân. Anh không tin điều đó. Anh có muốn không? Em thử nha. Thôi đừng thử. Anh đâu phải đồ ăn của em. Anh đâu phải đồ ăn của em. Chưa. Hay quá Đức ơi. Nếu anh đã nói vậy thì anh có thích món thịt kho hộp vịt không? Không, rất là ngán món đó. Anh có thích uống cà phê đen đá không? Không. Em biết mà, tại vì trong cà phê đó không phải là em pha. Trời. Chris ơi. Chris ơi. Má càng lúc càng tăng. Wow. Sao anh đụng chạm em vậy? Tôi nói cho bà nghe là tôi không thích con gái. Không phải con gái gì, anh cưới vợ anh để che đậy hả? Ừ, để che đậy thôi, bởi vì tôi đâu thích bà. Chris ơi. Nếu như là vợ anh đàn ông với lại người yêu cũ của anh nó rớt xuống sông thì em có thể làm người yêu mới của anh không? Tuột máu hai đứa tuột hết luôn. Dữ vậy, càng lúc càng tuột luôn á. Em ơi. Đó. Sao anh? Thế hệ trẻ mình phải hơn thế hệ già nè. Sao anh nói chuyện với em mà anh nhìn anh Luận vậy anh?
Tại vì anh Luật còn hấp dẫn hơn em nữa. Em mập quá. Em nghe quen rồi, em sẽ không thấy sao cả. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, có ai nói với anh đó là anh rất đẹp trai, là anh rất đẹp trai không? Lên đó, lên là kìa. Đánh ra cho người ta làm gì? Ông Vinh lại làm lên, ông lên. Muốn ngủ gì? Tấn công đi Rít. Sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy Rít? Đúng rồi, đúng chạm. Được rồi, người cũ của em là ai vậy? Anh hỏi cái gì vậy? Anh hỏi để anh cua người đó. Cua anh vậy đúng không? Cua anh mặn quá. Người yêu cũ của em có người yêu mới rồi. Anh thay thế em được không? Thay thế em được không? Là cua ông đó hả? Em thay thế ông được không? Ủa, hai đứa nói chuyện gì vậy? Rồi, hết giờ. Rồi. Tới em chưa? Em nôn. Đây. Dạ ơi. Mà em nôn quá à. Lẹ lẹ đi. Thưa quý vị, cặp vừa rồi Thúy Ngân và Chris Phan có cái nội dung như sau. Chris là khi đeo vào là 87 và trung bình là tăng lên chỉ có 2 thôi, 2 nút tăng lên. Ủa mình có tính nút tuột không anh? Ngân là 185 khi đeo vào mà tăng lên tới trung bình là 4 là 119. Có nghĩa là đội chúng ta đang gác trước rất là nhiều. Cặp cuối cùng là Trương Thế Vinh và Hot Girl Cầu Bình Lợi lắm bây giờ. Từ kìm lại chị, em nói cao quá. Đây nè, tô diễn được đáng được mong chờ nhất. Ủa tim có vấn đề hả dạ? Cái này là bị hở van tim hả cưng? Em bị hở van tim 3 lá 1/4. Tim mình là ổn định chứ hả? Ổn định mà anh. Đó, đứng im số 97 luôn, thấy không? Rồi, 3 phút tỏ tình sâu lắng. Bắt đầu. Chị dạ cố lên, chị dạ cố lên. Anh Vinh cố lên anh Vinh ơi. Vinh ơi, thua lắm rồi nha em ơi. Ở cái phần này thì mình có được làm gì khác với những đội khác không anh? Không. Được. Ồ, hai người đang bằng luôn á. Là tức là đang ngôn tình thật lòng á. Anh Vinh, nhịp tim của mình nó cùng đập với nhau đó. Kệ nó. Anh không quan tâm đến điều đó sao? Da em đẹp quá vậy. Trời sao nữa? Không đụng là anh không sợ đâu nha. À anh không sợ hả? Không sợ hả? Anh Vinh. Không tính nha, cái này không tính nha. Lên ghề Vinh ơi. Anh Vinh, em muốn được cùng anh về vùng biển vắng. Mình sẽ tắm những Vinh ngày hè buồn nắng. Với canh rượu là lời em muốn oze oze. Oze oze. Oze 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 oze. Muốn oze 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 với em. Sao mặt anh có vẻ sợ sợ vậy? Anh Vinh. Ơi. Anh có biết là chị tung tuyệt treo vậy ơi. Anh có biết là đã từ lâu lắm rồi em luôn coi anh như là một món ăn, nhưng em chỉ dám nhìn mà chưa dám ăn. Thế thì ngày hôm nay được dịp rồi, anh cho em ăn anh nha. Cho em ăn anh nha. Ồ, Vinh lên nhanh quá. Sao anh sợ vậy? Em có làm gì anh đâu. Em không có làm gì cả. Em không hề làm gì cả. Anh đi đâu vậy anh Vinh? Anh đứng yên đi anh Vinh. Anh chạy đâu vậy? Không, tự nhiên đang nói chuyện với em mà bỏ chạy. Anh đừng có ao vô quá. Phải nói chuyện ngôn tình đàng hoàng. Em không có ăn. Trời ơi, ghê quá à. Ghê quá à. Anh thấy sao? Thấy không được. Anh nhìn em có quyến rũ không? Em có nhiều nét quyến rũ lắm. Thôi. Sao vậy anh? Em đứng ngay thẳng đi. Anh có gì nói với em hả? Thật ra thì cũng từ lâu rồi. Thật ra thì em thích đi hát karaoke lắm. Khi nào mà anh rảnh á, em sẽ mời anh đi hát karaoke. Em vô karaoke em sẽ hát cho anh nghe bài da da sa la 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 sa la 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 la. Ok. Anh chưa? Em chưa kịp phản công gì hết. Anh Vinh bối rối sao á? Không, sợ chứ phải bối rối. Anh đứng ở bên còn sợ nữa mà. Ở đây ai cũng sợ
chị ít dạ ơi, nhìn chị gớm lắm. Thưa quý vị, Lâm Vĩ Dạ 71 tăng lên 95 có nghĩa là dư 24. Vinh 97 tăng lên 104 chỉ dư 7 mà thôi. À vậy là dạ nói thật lòng. Vậy là dạ nói thật lòng. Do em suy nghĩ nhiều quá. Với lại vận động nhiều. Đúng đó rồi. Là nhịp tim sẽ tăng. Khi em suy nghĩ nhiều thứ quá, toan tính luồn lách quá thì cái nhịp tim tăng lên. Thật lòng là vậy. Còn Vinh rất là điềm tĩnh. Ừ, rồi, xấu như quỷ. Thì không có sao hết. Ác quá à, anh đi chê đội em đi hoài à. Chuyện mình đội nha. Đội Great Fan tăng 28. Bên này tăng có 20, chúng ta thắng 1-0. Một mình em thôi Vinh à, một mình em thôi. Hai người phải giúp đỡ cho em đã chọn sai người rồi. Yên tâm, để làm cho đối phương sợ sệt đến nỗi tăng nhịp tim thì chị tin vào chị lắm. Và chính là đối tượng của chị là anh Trương Thế Vinh. Alo, alo. Chào của em là em nhắm em thua xiền rồi đó, còn anh thôi nha. Dạ ơn của chị đó. Đời không như là mơ, ok. Chị cứu cả đội luôn đó chị. Mà mọi người ta để chị mang để chị hấp dẫn lên. Thì chị đang cố tình làm anh Vinh anh xạo anh lên nhịp tim mà. Là em muốn ăn Vinh thiệt cho nên là tâm lý em mới mạnh vậy. Tức là vậy nè, nếu mà bình thường á, con già là chết chứ tụi nè, lắm rồi. Đâu nghĩ câu này nói câu gì trong Vinh, nói câu gì Vinh. Thì lúc khi mình làm việc mà mình tập trung thì cái nhịp tim nó tăng. Con sợ là gì, ví dụ như mình đang đi qua đường thì lúc đó là mình sợ thiệt. Còn cái này mình đâu có sợ gì đâu, Vinh đâu có sợ. Cho nên là đội của mình thua ha cơ ha. Đúng không? Em có ý kiến gì không? Thôi em hết lời với chị Dạ. Cái này là một cái game, nó không có nói là gì cả. Sau này là một cái game nói là tất cả. Karaoke. Karaoke mà bên đây có Lâm Vĩ Dạ, có Lan Ngọc. Đối đầu với bên đây là Thúy Ngân. Đây là một nữ thần không có gọi là một cái mối liên hệ nào với nhịp. Và thùng với cao độ cũng như trường độ. Nên đợi chúng ta chắc chắn là thắng. Mời quý vị đến với cái game mang tên Karaoke.